khẩu ý giữ gìn trong sạch, dẫm trên đường thanh bạch mà đi, dầu cho chuyển kiếp đến kỳ, cũng còn trong ngóng thoát ly khổ đau. Ráng quay quá quay đầu hướng thiện, ác nghiệp trần đoạn tuyệt chớ gieo, tâm đừng xu hướng vui theo, thiện duyên gây dựng trần lao dứt lần. Các phương pháp yên tâm linh trí, chúng sanh cần tìm kiếm học hành, cho lòng chán nản phát sanh, cội nguồn tội khổ hiểu rành sâu xa, biết rõ khổ ta mau thức tỉnh, ráng tu hành giới định làm căn, mong cầu giải thoát trói chân trần khổ xa tách, nhẹ thắng niết bàn. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tĩnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn. Giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang, thân bần thủ phần an nhàn, không ham thế sự tình an cõi lòng, lục căn chế ngữ nghiêm phạm, không cho liễu lĩnh luyến mong dục trần, không làm nhớ bẩn tinh thần, tránh lời chê chân thành nhân phê bình, mong cầu tất cả chúng sinh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai, cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yêu mạnh văn giải bình chúng, béo gầy nhỏ lớn không hữu hình vô tướng, muôn chúng gần xa chưa sanh hoặc đã sanh ra, thấy đều cẳng hưởng hạ xa phước lành, nguyện không lừa gạt dối mắn khinh người mỉa chúng hư danh trang hiền, dầu cho thân thuộc xóm giềng người dân kẻ là các miền xa xăm, trong cơn phân nổ giận thầm cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người, như lòng tự màu thanh tươi, trăm cây ngàn đắng vui cười, vì con giàu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ buông tròn ăn chơi, tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thanh thang, học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bùa tràng gần xa, chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi, hàng ngày trải khắp các nơi, bốn phương tám hướng gầm trời bao la, tâm lòng bác ai vị tha, gối nhuận tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không phá ác cảm không vương tư thù, cố tâm
niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn. Đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàng vô sanh. Thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thánh vức lữ hạnh nhập lưu, vượt lên đến mức thắng ưu hoa, khai thông tuệ nhãn tầm sâu đỉnh đầu. A hàm đạo tuệ gươm màu, đoạn tuyệt tà kiến xá câu dục tình, bất lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tám ngữ nghiêm minh niết bàn. Chữ thiên ngữ trên ư không, ma địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, lãng vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyền thuộc chân khỏi nạn tai, chúng sanh được hướng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước căn con đã tạo thần, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cùng trời đạo lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chữ thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lần thấu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mặt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hương hiền ấy khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lành chúng, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thầu phước báu cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Con xin hồi hướng qua này, thấu đến quyến thuộc nơi đây cho đường, cũng là thân thích tha phương, hoặc đã qua vãng hoặc thường. Hiện nay chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu, nghe lời thành thật thính cầu, xin mau tựu lại lành thấu qua này. Bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mạnh ngay với cùng, thấy đều thọ lãnh hưởng chúng, dứt rồi tội lỗi thoát vào nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài,
đã thành thánh quả hoằng khai đạo lành, nguyện cho Phật pháp thành hành, năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian. Y đàng nô nhát tì nàng hôn tu xúc hì tà hôn tu nhà ta yô. Y đàng nô nhát tì nàng hôn tu xúc hì tà hôn tu nhà ta yô. Y đàng nô nhát tì nàng hôn tu xúc hì tà hôn tu nhà ta yô. Y đàng vát tà mê bùn nhàng a sa vác khá yà vá hăng nít phà nát xá bạc chay yô. Hô tu. U ca sa ma nhang phan te vi sung vi sung rakana thaya ti sa la ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma du ti yam pi ma nhang phan te vi sung rakana thaya ti sa la ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma ta ti yam pi ma nhang phan te vi si sung rakhana thaya ti sa la ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ Nam Mô Phật Tha Giá, thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính cung thiện đại đức Minh Hành Từ Bi Hoan Hỷ, thay mặt chư đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật chúng con. Nam Mô Phật Tha Giá. Dạ con xin được thành kính cung thiện đại đức Minh Hành ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật đã qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt đàng sa ra lâm ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Đàm măng sa ra lâm ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang sa ra lâm ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đủ tí giam bí bụt đàng sa ra lâm ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì.
Duttiyam bi dhammang saram gacchami, con nay mới lòng thành kính theo ý pháp lần thứ nhì. Duttiyam bi sanghang saram gacchami, con nay mới lòng thành kính theo ý tăng lần thứ nhì. Tatiyam bi buddhang saram gacchami, con nay mới lòng thành kính theo ý pháp lần thứ ba. Tatiyam bi dhammang saram gacchami, con nay mới lòng thành kính theo ý pháp lần thứ ba. Tatiyam bi sanghang saranam gacchami, con nay mới lòng thành kính theo ý tăng lần thứ ba. Buddhang saranam gacchami, con nay mới lòng thành kính xin quý Phật. Thamang saranam gacchami, con nay mới lòng thành kính xin quý Pháp. Sanghang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng. Duttiyam pi buddhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Duttiyam pi dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Duttiyam pi sanghang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ nhì. Tatiyam pi buddhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Tatiyam pi dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Tatiyam pi sanghang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ ba. Tỳ sarana kahanang paripunang, phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ama phan tê dạ xin vâng. Banati bata veramani sikha padang sama yami, con xin vâng giữ điều học là khuy tranh xa sự xa sanh. Adinda dana veramani sikha padang sama yami, con xin vâng giữ điều học là khuy tranh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sikha padang sama yami, con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự tà dâm. Musa wada veramani sikha padang sama yami, con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự nói dối. Sura meda yamachapama dathana veramani sikha padang sama yami, con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự sát sanh. Adinnadana veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Kame sumicchacara veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Sura meraya macha pamatatana veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha badane satukan katwa apamadena nicca kalang samarkitappan, chỉ thiện tín nên thọ truyền ngũ giới này chứ được trong sạch, phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên chỉ vui. Ama phante dạ xin vâng.
Sīlena sugatanyanti, sīlena phokasāmbadā, sīlena nipotanyanti, tasmā sīlang uso. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tinh phải ráng thọ trì, dễ luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính trên đại đức Minh Hạnh nó từ bi hoan hỷ. Thay mặt cho đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến là Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán đức tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên chúng con xin nổi hướng đến các vị hôn thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chấm dứt những điều. Đây tâm Nam Mô Phật Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sáng Khà Giá. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới Avatthana xin được nhường lại cho cô Như Pháp, và kính mời cô Như Pháp. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Quát Thanh Án. Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thầm Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô Đạo Đồng, cô Quan Thành, Minh Quát Thanh Án cho nhiều Pháp biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Đình Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tân Đức hiện diện trong Đạo Tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Như Pháp mến chào Thanh Thủy, kính chào xin ngồi nghe. Kính chào Vinh Quạch Thanh Á, kính chào Ánh Bình Minh, kính chào Thâm Má Su Cá. Mến chào cô Trần Đạo, kính chào Buôn Mỏ, mến chào cô Hoa Nguyệt, mến chào cô Rạng Đông, kính chào Gia Nhân Răng Rụng, kính chào Hiểu Mộng, mến chào Thi Lâm, mến chào Châu Phan, kính chào Ai Kêu Em Đó, mến chào Minh Phương. Dạ, xin giới thiệu Minh Phương là Cẩm Vân đó quý vị. Máy của Cẩm Vân không vào được nên vào cái nick Minh Phương ạ. Kính chào anh chị Hoàng Văn Liêm, mến chào Quang Thanh, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, cảm ơn Châu Phan. Kính chào Phụng, Phụng hay Phúng gì đó. Dạ, mến chào Thi Na, kính chào Ngạo Sắc. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tân Đức, Như Pháp kính chào Đạo Tràng. Sa thú đăng thai, con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tân Đức Tăng truyền sao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt Đạo Tràng kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á đã thay mặt Đạo Tràng lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Chư Pháp cũng xin thay mặt Đạo Tràng kính cảm ơn cô Đông đã mở sum và cho Đạo Tràng được thính Pháp. Năm Mô Bụt Thà Dạ, và hôm nay là ngày Chủ Nhật nên Đạo Tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt hướng dẫn ông ba câu Pháp Cú Kinh từ một câu 123 đến 125. Dạ, kính mời Đạo Tràng hoan hỷ chọn cho mình một câu như thường lệ. Dạ, Năm Mô Bụt Thà Dạ. Trước khi chúng con thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt lên giảng giải cũng như điều họp chương trình ngày hôm nay, Như Pháp kính mời Đạo Tràng cùng với Như Pháp đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi Đạo Tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng giải. Dạ, con tri ân Sư cho con biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Nam Mô Ta Sa Phá Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam
Bồ Tát Sa Nam Mô Tát Sa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tát Sa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp từ, đó là như trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đam mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ly, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn đồng ngọc cũng như hướng dẫn chương trình ôn tập ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi ôn tập được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính đến lễ Chư Tăng, đến Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, cùng mến chào toàn thể quý vị đang hiện diện ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay thì ngày Chủ nhật chúng ta sẽ diễn đàn Phúc Kinh, chúng ta sẽ tiếp tục cho phần ôn tập cuối tuần, và kỳ hôm nay chúng ta ôn tập tiếp tục với ba câu kệ ngôn 123, 124 và 125 ở phẩm Pa Pa Quát Cá Phẩm Ác. Dạ quý vị, dạ cảm ơn quý vị cho biết được tín hiệu âm thanh và hình ảnh tốt ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Sammā Sambuddho Bhagavā Bhūtaṃ bhagavantaṃ abhivādhayami Sakkhato bhagavata sammato dhammaṃ namassami Suppatipanno bhagavato sarvakasaṅkho saṅkhaṃ namāmi. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con xin kính đảnh lễ Chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với buổi ôn tập cuối tuần với ba câu kệ ngôn Pháp Cú ở phẩm Pa Pa Quát Cá Phẩm Ác, câu số 123, 124 và 125. Dạ, giờ chưa các vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lược ba câu kệ ngôn Pháp Cú này. Sau đó thì xin mời tất cả quý vị chúng ta lần lượt để mà ôn thay phiên để mà ôn lại những câu kệ ngôn này, cùng đồng thời đọc lại những cái phần
À, duyên sự tóm tắt. Dạ, cái duyên sự tóm tắt. Kinh Pháp Cú phẩm Pa Pa Quốc Gá phẩm ác. Câu số 123. Vani cho wa pa yang ma gang abha sa tho bha tha no vi sang chi vi tu ka mo wa ba pa ni ba ri wa cha ye Vani cho wa pa yang ma gang abha sa tho bha tha no vi sang chi tu vi chi vi tu ka mo wa ba pa ni ba ri wa cha ye Ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh án như vậy. Ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Câu số 124. Ba niệm hi che wa no na sa Araya bani na vi sang na pa nang vi saman ve ti na ti pa pang a kopato banim hi che wa no wa na sa Araya bani ya vi sang na pa nang vi saman ve ti na ti pa pang a kopato Bàn tay không thương tích, có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Bàn tay không thương tích, có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Câu số 125. Yo abadutasa narasa dosati sutasa bosasa ananganasa atamewa balang bacheti babang sukha mora jopati watang wakito Yo abadutasa narasa dosati Suntasa bosasa ananganasa Tamewa balang bacheti babang Sukhu mora chopati watang wa Người không ác tâm, người thanh tịnh không uế Tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ Nam Mô Thầy á. Dạ, tri ân bác Bó Thanh Á đã hỗ trợ những câu kệ ngôn pháp cú. Thưa quý vị rằng hôm nay chúng ta vừa ôn tập ba câu kệ ngôn pháp cú 123, 124 và 125. Và một lần nữa thì chúng ta thấy rằng ba câu kệ ngôn này có cùng một cái nội dung ý nghĩa nói về cái việc này thiện ác nha. Cái việc thiện việc ác và chúng ta tìm hiểu sau đây phần chúng ta tìm hiểu sau đây phần ôn tập phần chánh kinh cũng như là ôn lại nhắc lại cái duyên sự tóm tắt cái nguyên nhân mà Đức Phật ngài nói lên ba câu kệ ngôn này. Qua đó chúng ta thấy rằng sẽ thấy rằng cái việc mà làm thiện làm ác nó có kết quả và hậu quả như thế nào. Từ đó chúng ta sẽ cố gắng để tích trữ cái điều thiện và lần dần dần ngăn che ngăn ngăn ngừa tránh những cái việc ác xấu để cho được cái kết quả tốt đẹp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho việc ôn tập. Xin mời quý vị chúng ta đã cùng nhau thay phiên, luân phiên nhau để mà ôn tập những câu kệ ngôn pháp cú ngày hôm nay.
Đầu tiên thì xin mời cô Rạng Đông. Dạ, kính mời cô. Sa thú lần thai, con thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thammachari. Con kính chào đạo tràng. Dạ, sau đây con xin chọn câu số 123. Qua ni trô quá phá văn mắt gần ấp ba sa thô ma tha nô quý sanh chi quý tu ca mô quá pa pa ni pa ri wat cha ye qua ni trô quá phá văn mắt gần ấp ba sa thô ma tha nô quý sanh chi quý tu ca mô quá pa pa ni pa ri wa wa cha ye. Thích bạn đường nhiều tiền, người buông đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Ít bạn đường nhiều tiền, người buông tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa, sau đây con xin kính đọc duyên sự tóm tắt. Tại kinh thành Sawatthi, một người thương buôn trong một chuyến chở hàng hóa đi xa đã ngỏ ý hộ độ các vị tỳ khu nào nhập đoàn cùng đi trên lộ trình đó. Trong lúc ấy có một toán cướp đã lên kế hoạch để cướp lô hàng hóa ông thương gia. Chúng đã ẩn núp sẵn tại một khu rừng rậm chờ đợi thời cơ để ra tay. Hai lần tin tức một toán quan rình rập bị bại lộ, nơi thương buôn đã tránh được tai họa sát thân và tiền của. Các vị tỳ khu sau khi chia tay với người thương buôn đã về chùa Chê Táo Quá Ná bạch lại với Đức Phật về sự khôn khéo của người thương buôn tránh sự chặn đón của những tên cướp mà được an toàn. Nhân đó Đức Phật khuyên dạy như sau: như người đi buôn tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ muốn sống tránh xa thuốc độc thế nào, thì các người phải tránh xa điều ác như thế đó. Dạ thưa hết, kính mời Sis Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con xin kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ sư Tịnh Hạnh. Dạ, con xin được kệ câu pháp cú 124. Dạ, cảm ơn Huỳnh Quát Thân Á đã trao bài. Dạ. Bà ni mạ bà ninh hi chê hoa nô na sa ha dây ya bà ni na quý sang na pha năng quý sa man quê ti na thi bà bằng a cú pha tô. Xin được kệ ạ. Bà niệm hi chê hòa nô na sa ha re ya pa ni na vi sang na pa nang vi sa man vi ti na thi pa pang a ku pa to. Bà niệm hi chê hòa nô na sa ha ye ha dây ya pa ni na quy sang na pa năng quy sa man quy ti na pa băng a cu pa to. Bàn tay không thương tích
có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm, không có ác. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con xin được đọc bài ạ. Một cô gái con nhà khá giả kia vốn đã đắc quả Tu Đà Huyền, đem lòng thương một người thợ săn do sự kết hợp xa xôi trong tiền kiếp và trốn đi theo chồng. Hai vợ chồng có 7 người con trai và về sau có thêm 7 người con dâu. Duyên lành trong tiền kiếp nên được Đức Phật đi đến thuyết pháp tiếp độ. Qua đó tất cả chồng và các con của bà, 15 người đều chứng thánh quả Tu Đà Huyền. Bà vợ mặc dầu là bậc nhập lưu, hàng ngày thường mang công tên đưa cho chồng đi săn. Điều này đã khiến cho các vị tỳ khưu có sự thắc mắc, không biết hành động như vậy là có tạo nghiệp ác không. Đức Phật giải thích rằng vì bà không có ý định làm ác hay xúi dục mà chỉ vâng lệnh chồng nên không tạo nghiệp ác. Cũng như cầm thuốc độc mà tay không chảy chụa thì chất độc không ngấm vào người, đó vô hại. Dạ con đã đọc hết rồi ạ. Con xin tự mách mời một vị khác ạ. Dạ Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sa Thầy Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đạt Đại Đức, Đại Đức Thanh Đà cùng chư tôn. Kính lễ cô tu nữ tự nhiên, cô tu nữ Như Pháp kính chào với anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 125 ạ. Yo abba do tha samara sa do santi sutta sa bo sa sa anangyana sa Tameva payang bacche ti patbang suhu murajo patiwa tangwa sikto. Yo abba do thasa narasa do sati sukhasa bosapu sa anayanasa. Tameva payang bacche ti patbang suho morajo patiwa tamwa sikto. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không quế, tội ác đến kẻ nghe như ngược gió trong vai. Đó là phổ thơ của bài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người thợ săn kia vào rừng với bầy chó săn. Trên đường đi anh gặp một tăng sĩ. Trong suốt buổi anh không săn được gì thì thấy làm, thì lấy làm bực bội. Lúc trở về anh gặp lại ngay vị tăng sĩ ấy, nghĩ rằng vì gặp nhà sư nên không săn được thịt, anh càng thêm nổi giận, đã xua chó vồ vị tăng sĩ vô tội. Vị tỳ khưu hoảng sợ trèo lên cây thoát thân. Tên thợ săn chưa đã nương giận, bắn một mũi tên trúng vào gót chân nhà sư. Nhà sư bị đau quá lăn quanh làm rơi cái y xuống, trùm lên mình tên thợ săn. Đoàn chó dữ thấy có người lúng túng trong cái y, ngỡ rằng vị tăng sĩ từ trên cây đã rơi xuống, áp lại cắn tên thợ săn đến chết. Vị tỳ khưu thoát nạn trở về hầu Phật và thắc mắc không biết hành động như vậy thấy có tạo ác nghiệp hay không. Đức Phật rọi sáng cho thấy về phẩm hạnh vẫn trong sạch và mô tả hậu quả xấu càng trầm trọng thêm của kẻ nhẫn tâm gây tổn hại cho người, người thanh tịnh không quấy nhiễm. Dạ con đã đọc, đã kể xong rồi. Dạ xin cảm ơn Huynh Quát Sanh Ai và chị Đặng Đông đã bớt bài. Xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ Nam Mô Phật Tha. Dạ dạ chắc xích xích cẩm phần Nick Minh Phương đã bị rớt rồi nên là cẩm mic không được à. Tiếp tiếp à, vậy mời Tin An nhá, mời Tin An. Tin An sẽ kể câu số mấy cho chú biết nhé. Mời Tin An. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 124. Ta nim hi che wa no nam sa Areya pani na visang nam ba nang visa man veti nan thi pa pang a kum pa to panim hi che wa nu nasa Areya pani na visang nam ba nang visa man veti nan thi pa pang a kum pa to. Bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích, tránh độc, không làm, không có ác, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pa nim hi che wa nu nan sa a rai ya pa ni na vi sang nam ba nan vi sa man quê thi nan thi ba bung a khung ba tu. Cha con xin phép được đọc duyên sự của câu pháp cú 124. Một cô gái con nhà khả giả kia vốn đã đắc quả tu đà hường, đem lòng thương một người thợ săn do sự kết hợp xa xôi trong tiền kiếp và trốn đi theo chồng. Hai vợ chồng có 7 người con trai và về sau có thêm 7 người con dâu. Duyên lành trong tiền kiếp nên được Đức Phật đi đến thuyết pháp tiếp độ. Qua đó tất cả chồng và các con của bà 15 người đều chứng thánh quả Tu Đà Hoàn. Bà vợ mặc dầu là bậc lưu nhưng hằng ngày thường mang cung tên đưa cho chồng đi săn. Điều này đã khiến cho các vị tỳ khu có sự thắc mắc, không biết hành động như vậy bà có tạo nghiệp ác không. Đức Phật giải thích rằng vì bà không ý định làm ác hay xúi dục mà chỉ vâng lệnh chồng nên không tạo nghiệp ác. Cũng như cầm thuốc độc mà tay không trầy rủa thì chất độc không ngấm vào người, do đó vô hại. Dạ con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô thư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Là con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô nữ Như Pháp và cô tu nữ Tệ Duyên. Con cảm ơn Đại Đức Tịnh Đạt đã cho con là kính niệm nghe rõ và đạo tràng. Con cảm ơn chú Quát Thà Ná đã bắt bài. Con xin đọc bài câu pháp cú 123. Và ni chô qua pha rằng mắc rằng áp ba sát thổ ma hát tha nô quy rằng quy 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 rằng chỉ quy tu cà mô qua bà ni ba ri quách cha rề. Và ni chô qua pha rằng mắc rằng abat sát thổ mahatthano quy rằng chỉ quy tu cà mô qua ba bà ni ba ri quét cha rề. Ít bạn đường nhiều tiền, buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc hãy tránh ác như vậy. Và ni rô wa pha răng mắc găng
Abbasatto Mahatthano Quỳ sẵn chi quy tụ ca mô hoa Ba ba ni ba ri quách cha rê Hoa ni chô hoa phà răng mắc găng Abbasatto Mahatthano Quỳ sẵn chi Quỳ sẵn chi quy tụ ca mô hoa Ba ba ni ba ri quách cha ye. Con xin đọc duyên sự. Cảm ơn cô Dạng Đông đã bóc duyên sự. Tại kinh thành Sa Quát Thí, một người thương buôn trong một chuyến chở há đi xa đã ngỏ ý hộ độ các vị tỳ kheo nào nhập đoàn cùng đi trên lộ trình đó. Trong lúc ấy có một toán cướp đã lên kế hoạch để cướp lô hàng hóa của ông thương gia. Chúng đã ẩn núp sẵn tại một khu rừng rậm chờ đợi thời cơ để ra tay. Hai lần tin tức một toán cướp đang rình rập bị bại lộ, nên người thương buôn đã tránh đường tai họa sát thân và tiền của. Các vị tỳ kheo sau khi chia tay với người thương buôn để chùa chê tá quá ná, bạch lại với Đức Phật về sự khôn khéo của người thương buôn tránh sự chặn đón của những tên cướp mà được an toàn. Nhân đó Đức Phật khuyên dạy như sau: như người đi buôn tránh xa con đường nguy hiểm, làm sao? Như kẻ muốn sống tránh xa thuốc độc như thế nào? Thuốc độc thế nào thì các người phải tránh xa điều ác như thế đó. Con đã đọc xong và duyên sự và câu pháp cú. Con kính tri ân sư và kính cảm ơn đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, alo alo, 1234, 1234. Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh của tự nhiên không ạ? Dạ, cảm ơn Hàng Đông. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức. Kính lễ quý cô tu nữ, cô Dhammachari, cô Như Pháp và kính chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, tự nhiên xin đọc kinh pháp cú số 125. Dạ, cảm ơn huynh Quách Thanh Á. Yo abbuddha sanarasaduk sati sutta sapposasa ananganasa tame wapalang bhakti papang sukumo rajo patiwatang wakhito yo abbuddha sanarasa duksati sutta sapposasa ananga anasa tame wapalang bhakti papang Pang sukumo rajo patiwatang wakhito. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tự nhiên gặp như sự. Người thợ săn kia vào rừng với bầy chó săn. Trên đường đi, anh gặp một tăng sĩ. Trọn suốt buổi, anh không săn được gì, thì lấy làm bực bội. Lúc trở về, anh gặp lại ngay vị tăng sĩ ấy, nghĩ rằng vì gặp nhà sư nên không săn được gì, được thịt. Anh càng thêm nổi giận, đã xua chó vồ vị tăng sĩ vô tội. Vị tỳ khưu hoảng sợ trèo lên cây thoát thân,
tên thợ săn chưa đã nư giận, bắn một mũi tên trúng vào gót chân nhà sư. Nhà sư bị quá đau, loanh quanh làm rơi cái y xuống, trùm lên mình tên thợ săn. Đoàn chó dữ thấy có người lúng túng trong cái y, ngỡ rằng vị tăng sĩ từ trên cây đã rơi xuống, áp lại cắn tên thợ săn đến chết. Vị tỳ khưu thoát nạn trở về hầu Phật và thắc mắc không biết hành động như vậy thầy có tạo ác nghiệp hay không. Đức Phật rọi sáng cho thầy về phạm hạnh vẫn trong sạch và mô tả hậu quả xấu càng trầm trọng thêm của kẻ nhẫn tâm gây tổn hại cho người thanh tịnh không ế nhiễm. Dạ. Đã hết. Dạ cảm ơn Quynh Quách Thanh Á và chị Rang Đông. Dạ bây giờ tự nhiên xin mời vị kế tiếp. Tự nhiên không có thấy bàn tay. Dạ bây giờ mời vị kế tiếp ha. Sa thu lần thầy của tôi nấy tuệ duyên. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và còn xin được kể kinh pháp cú số 54 và đặc tuyên sự. Và kính cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Panim hi che vano na sa hareya panina visang nabbanang visaman veti natthi papang akubato panim hi ce vano nasa haraya panina visang nabbanang visaman veti natthi papang akubato. Bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Một cô gái con nhà khá giả kia vốn đã đắc quả tu đà hoàn, đem lòng thương một người thợ săn do sự kết hợp xa xôi trong tiền kiếp và trốn đi theo chồng. Hai vợ chồng có 7 người con trai và về sau có thêm 7 người con dâu. Duyên lành trong tiền kiếp nên được Đức Phật đi đến thuyết pháp tiếp độ. Qua đó tất cả chồng và các con của bà 15 người đều chứng thánh quả tu đà huẩn. Bà vợ mặc dầu là bậc nhập lưu nhưng hàng ngày thường mang cung tên đưa cho chồng. Điều này đã khiến cho các tỳ khưu có sự thắc mắc không biết hành động như vậy bà có tạo nghiệp ác không. Đức Phật giải thích rằng vì bà không có ý định làm ác hay xúi dục mà chỉ vâng lệnh chồng nên không tạo nghiệp ác. Cũng như cầm thuốc độc mà tay chảy chụa thì chất độc không ngấm vào người, do đó vô hại để bà hết. Dạ, còn xin được xuống bích. Dạ, chắc còn là xin một kính cảm mời cô tư nữ như nha. Dạ, kính mời cô tư nữ như pháp ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Quách Thành Á. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, như pháp kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Rí, như pháp kính chào đạo tràng. Dạ, như pháp kính cảm ơn cô Rạng Đông Minh Quách Thành Á, cô Trần Đạo Pháp Nguồn Lào Cai, và con kính tri ân đại đức cho con biết được tín hiệu. Dạ, không biết cô tu nữ Tham Ma Cha Rí vào có ôn bài không? Nào, mà không biết đã ôn bài chưa? Thú thật nãy giờ là Dư Pháp có việc phải ra ngoài nên không có ngồi trước máy, nên không biết nào ôn bài và chưa ôn bài. Nếu vị nào chưa ôn bài thì kính mời bàn tay. Dạ, Dư Pháp vào thấy
hay có Minh Mạch Thà Na. Dạ, đạo tràng còn nghe âm thanh của Như Pháp không ạ? À? Dạ, à, Thanh Thủy có ôn bài chưa Thanh Thủy ơi? Alo, Thanh Thủy có ôn bài chưa? Thanh Thủy có cái dấu hiệu rất là tốt nên là đứng đầu không biết là ôn bài chưa. Nếu chưa ôn bài thì mời Thanh Thủy nha. Dạ, cho phép không chút xíu. Nam Mô Bích Thầy, dạ. Dạ, tại có một vị hỏi nên con xin phép được dạ, con xin phép trả lời luôn trong trong room này để có vị nào còn có thắc mắc thì xin để cho mà đạo tràng biết luôn. Dạ, hôm nay Đức Phật Pháp Bích Thầy Thâm Má đổi giờ nên là 8 giờ ở Hilton thì mới là mở room, mới là bắt đầu. Mà thì mùa đông thì bắt đầu là 7:30 nhưng hôm nay là đổi giờ mùa hè nên là bắt đầu 8 giờ là sinh hoạt, nên là cái room hấp cứu vừa hết là phải chạy cho nhanh để qua kịp giờ bên kia, chứ nếu không là không. Dạ, dạ bây giờ xin phép được ông, dạ con làm mất thời gian của. Dạ bây giờ thì lúc nãy Như Pháp thấy Huynh Quách Thanh Á là ông bài 124. Dạ, vậy thì con xin phép được ông bài 125. Dạ, cảm ơn Huynh Quách Thanh Á để cho đủ đủ chương trình, chứ không biết trước sau là bao nhiêu người ông rồi. Dạ, cảm ơn Huynh Quách Thanh Á cho bài học. Giờ ấp bắt đuốt thát sa na rát sa đút sa tị suốt tháp sa bờ sa sa an nàn gan na sa ta mê quá bà lăng bát chê tí bà bằng su khu mồ ra chờ bát tí hòa tầm quá khít tơ hại người không ác tâm, người thanh tịnh không ế tội ác đến kẻ ngu như gió tung bay. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bay. Giờ ập ba đuốt than xà na ran xa đuốt xa ti sô tha xa bô xa xa anan gan na xa tằng mê qua ba lăng bạch chê tì ba băng su khô mô ra châu bà ti qua tâm qua khít tơ. Dạ con xin phép được đọc duyên sự ạ. Dạ cảm ơn cô Đặng Đông. Người thợ săn kia vào rừng với bầy chó săn, trên đường đi anh gặp một tăng sĩ, trọn suốt buổi anh không săn được gì thì lấy làm bực bội. Lúc trở về anh gặp lại ngay vị tăng sĩ ấy, nghĩ rằng vì gặp nhà sư nên không săn được thịt, anh càng thêm nổi giận đã xua chó vồ vị tăng sĩ vô tội. Vị tỳ khưu hoảng sợ trèo lên cây thoát thân, tên thợ săn chưa đã nư giận bắn một mũi tên trúng vào gót chân nhà sư. Nhà sư bị quá đau đanh quanh làm rơi cái y xuống, trùm lên mình tên thợ săn. Đoàn cái dữ thấy có người lúng túng trong cái y, ngỡ rằng vị tăng sĩ từ trên cây đã rơi xuống, áp lại cắn tên thợ săn đến chết. Vị tỳ khưu thoát nạn trở về hầu Phật và thắc mắc không biết hành động như vậy thầy có tạo ác nghiệp không. Đức Phật rọi sáng cho thầy về phạm hạnh vẫn trong sạch
và mô tả hậu quả xấu trầm trọng thêm của kẻ nhẫn tâm gây tổn hại cho người thanh tịnh không ế nhiễm. Dạ, bản duyên sự đến đây đã chấm hết. Dạ, con chọn một câu 25, lý do con vào thì con thấy Vinh Quá Thanh Á chọn một câu 124. Nhưng mà con thấy câu này cũng rất là hữu ích cho con, để nhắc nhở mình. Một là mình đừng có vội vàng mà làm những chuyện ác nghiệp đối với người thanh tịnh, thì mình sẽ mang nghiệp vào thân rất là nặng nề. Nếu một gặp một người, mặc dù người ta là cư sĩ nhưng người ta tu tập tốt, mà mình có những lời nói mà không mà động chạm đến những người đó, thì vô tình mình mang nghiệp rất lớn. Đừng nói là nhà tu, tại vì những tu sĩ có nhiều vị mình nhìn bề ngoài thì có thể là thanh tịnh nhưng mà trong thì không thanh tịnh. Nhưng có những vị tu sĩ trong thanh tịnh và ngoài thì không được thanh tịnh lắm, và cũng có những vị tu sĩ trong thanh tịnh ngoài cũng thanh tịnh. Nên mình rất là cẩn thận, nhất là tu sĩ thì mình rất là dễ dàng phạm tội ác. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ con kính dân mít đến ngài, đến đại đức Tịnh Đạt để sư giảng ba bài học ngày hôm nay cũng như là đúc kết chương trình học ạ. Dạ con kính dân mít đến sư. Dạ sa thân thú lành thai. Dạ không biết là trong diễn đàn Pháp Cú Kinh còn vị nào còn có muốn để mà ôn bài tiếp tục không ạ? Dạ, dạ như vậy thì chắc chúng ta sẽ, dạ cảm ơn quý vị cho được cho biết được tín hiệu âm thanh tốt ạ. Như vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị kết thúc cái buổi ôn tập cuối tuần này với ba câu kệ ngôn 123, 124 và 125. Thưa quý vị, rằng ba câu kệ ngôn này cũng như là những câu kệ ngôn trong phẩm ác đó, ba báo quát cá giống như Tịnh Đạt đã từng nói, thì không phải là xấu. Những câu này không phải nói về cái gì đó nó gọi là cái tên đặt là ác, nhưng mà không phải là không nên học, không nên nghe. Bởi vì những cái câu này có cái nội dung nói về cái việc thiện, việc ác mà Đức Phật ngài đề cập trong các cái tình huống, trường hợp khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta ôn ba câu kệ ngôn này, cái ý nghĩa rất là xúc tích, rất là xúc tích. Và đặc biệt hơn nếu mà chúng ta nhìn vào cái phần duyên sự và cái phần duyên sự tóm tắt mà các vị đã được nghe, đã được đọc qua đó, thì trong ba câu kệ ngôn này, cái câu kệ ngôn 124 đó, dạ, câu kệ ngôn 124 nói về một cái cô con nhà danh giá nhưng mà lại có cái tình thương ái luyến với một cái người thợ săn rất là bình thường. Và đặc biệt là cái cô này là cái cô mà từng nghe pháp, từng nghe lời dạy Đức Phật dạy, cho nên đã đắc được quả Tu Đà Quần. Cái câu chuyện này rất là ly kỳ, rất là ly kỳ. Tại vì Tịnh Đạt muốn nhấn mạnh trong cái câu chuyện này, thì tại vì nó rất là gần với cái đời sống của mình. Ở đây mình không nói đến cái việc mà đắc đạo hay không đắc đạo, nhưng mà nói về cái việc là hành xử. Tại vì đó, ở trong cái đời sống là cái đời sống của người cư sĩ, chúng ta rơi vào những cái tình huống nhất gọi thấy kẹt. Đối với cuộc sống cư sĩ bên ngoài thì chúng ta không thể nào tránh khỏi những cái gọi là kết lệnh hữu tình éo le, mà mình muốn giữ giới cũng khó. Mình muốn giữ giới cũng khó. Trừ trường hợp là mình phát nguyện giữ giới bằng cái tâm của cái vị Bồ Tát đó, chấp nhận hy sinh tất cả, chấp nhận
bị bất lợi nhiều thứ, mất cái việc làm, mất cái lợi nhuận mà chúng ta chấp nhận để giữ giới, thì phải nói rằng đó là cái tâm của vị Bồ Tát. Còn không thì dễ dàng chúng ta rơi vào những cái tình huống éo le đó, thì chúng ta lại không có vượt qua được. Giống như trong cái tình huống này đó, cái bà tín nữ này, cái bà cư sĩ này, tuy là bậc thánh nhân, quý vị biết cái bậc thánh nhân Tu Đà Quận đâu phải là dễ. Bây giờ chúng ta mà gặp một cái vị, kể cả bậc xuất gia hay là cư sĩ, mà những cái vị mà có khả năng định thiền tốt đó, là chúng ta quý lắm rồi. Huống hồ chi là một cái vị thánh nhân. Mà trong thời kỳ Đức Phật thì cái vị thánh nhân thì rất là nhiều. Cái vị thánh nhân Tu Đà Hoàn thì cái niềm tin tam bảo họ kiên cố lắm. Một lần thấy được ánh sáng của giải thoát thì chắc chắn rằng không có cái cách nào để mà xô đổ cái niềm tin nơi tam bảo của người đó. Giống như một lần Tịnh Đạt có thí dụ như là chúng ta đã từng nếm qua cái vị đắng của khổ qua, cái vị cay của ớt, thì không có một cái tổ chức nào, hay là không có một cái thế lực nào có thể sửa được cái kinh nghiệm của mình qua khi mà mình đã từng nếm trải qua cái vị đắng hay là cái vị cay. Người ta có thể dùng mọi cách để chứng minh, để mà dẫn dụ, để mà dụ dỗ, nói rằng khổ qua có vị cay và ớt có vị đắng, thì không bao giờ chúng ta tin theo. Thì cái việc mà cái vị Tu Đà Hoàn thấy được, một lần thấy được trong đời, thấy được cái ánh sáng giải thoát, thấy được niết bàn đó, thì không bao giờ để thối thất, không bao giờ bị phá vỡ cái niềm tin ở tam bảo. Cái câu chuyện nó ly kỳ lắm, chứ cái phần tóm tắt thì chúng ta lại không có thấy nhiều. Cái lúc mà Đức Phật ngài đi đến tiếp độ gia đình của bà đó, chồng với lại 17 người con trai và con dâu đó, thì cái hạnh lúc đó là bốn là kỳ chồng và những người con trai đó đang dương cung để mà bắn Đức Phật. Nhưng mà do cái Phật lực đó thì tất cả những người đó giống như là bị đóng băng. Tay dương cung nhưng mà không có buông tên được, mà cũng không hạ cung xuống được. Thì cái bà tín nữ từ xa thấy như vậy, người mới bảo ba lên: đừng có giết hại cha tôi, đừng có giết hại cha tôi. Cha ruột, mà cái từ cha đây nó là cái bậc đạo sư, cái vị đã khai sáng về cái niềm tin ở tam bảo cho bà. Và xin khi sau tiếp độ xong á, thì cái việc mà bà một bà tín nữ cư sĩ Tu Đà Hoàn có niềm mạnh tin cố nên tam bảo, nhưng mà với cái duyên nghiệp ở trong quá khứ đó, bà lại đi theo một cái người thợ săn. Và quý vị biết cái người thợ săn đó thì là cái công việc chính của họ là đi săn bắt nè, đi săn bắt, đi bẫy thú săn bắt. Ở đây nó có hai trường hợp chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất, bà cái công việc của bà đó là chuẩn bị cứ cung tên, chuẩn bị dây, chuẩn bị những cái bẫy cho công việc của chồng. Thì bà có bị liên can với cái công việc sát sanh của chồng hay không? Thì Đức Phật ngài trả lời là không, bởi vì bà làm với cái tâm là trách nhiệm của vợ đối với chồng, chứ bà không có cái tâm đó là đem những cái đồ để mà hại sát sanh. Thì cho nên từ đó mà Đức Phật ngài nói rằng bà không có cái ý làm với cái tâm ác, cho nên bà không có phạm cái liên can đến cái việc sanh sát. Cái đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta có thể rút một cái kinh nghiệm từ đây. Khi mà chúng ta rơi vào những cái tình huống khó xử đó ở trong cái cuộc sống của mình đó, thì mình hãy vận dụng. Tịnh Đạt muốn nói là chúng ta hãy khéo léo thôi, chứ đừng có lạm dụng nha. Khi mà rơi vào cái tình huống khó xử, thật sự là khó xử đó, thật sự là khó xử đó, thì chúng ta hãy khéo léo vận dụng với cái tâm ý của mình, hướng đến cái việc đó là trách nhiệm, để cho cái việc mà cho dù cho khi đôi khi cái việc
đó nó có liên can đến mình thì nó cũng giảm nhẹ cái ác nghiệp, cái quả ác nghiệp trổ sanh, cái quả ác nghiệp trổ sanh. Thì hãy cố gắng dùng cái cách này để mà hạn chế cái quả ác nghiệp trổ sanh. Chúng ta hãy dùng cái sự khéo léo về cái tư tưởng, làm vì trách nhiệm chứ không phải làm vì cái việc mà bị thích. Giống như bà hợp này, nếu bà là cái người sẵn sàng để vui thích, để mà chuẩn bị cung tên giáo mát, cung các cái bẫy cho chồng để mà đi săn thú, thì chắc chắn là bà liên can. Cái trường hợp thứ hai, tại sao người thợ săn cũng như là người con trai, người con dâu là người thợ săn sát sanh cho đến cái tuổi có con có cái đó, thì cái thời gian rất là dài, rất là lâu, nhưng mà vẫn được đắc quả tu đầu quả. Như vậy nó có cái nghịch lý gì hay không? Bây giờ chúng ta lại tu coi như là tìm thầy học đạo, bỏ công bỏ sức, rồi chúng ta lại vào trong trường thiền để mà tham gia các khóa thiền 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm. Chúng ta tu tinh tấn lắm 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 luôn, nhưng mà tại sao lại không có thành tựu? Ngược lại cái người thợ săn làm ác nghiệp, tạo cái ác nghiệp sát sanh, nhưng mà thành tựu cái việc đạo quả thánh tu đầu quần. Cái trường hợp này chúng ta không có so sánh được. Cái thứ nhất là chúng ta chỉ thấy cái hiện tại thôi, nhưng mà trong quá khứ chúng ta không nhìn thấy được. Cái thứ hai là cái người mà đến tiếp độ thuyết pháp á, nó không phải là một cái người tu sĩ bình thường, một cái bậc xuất gia bình thường, mà là bậc đạo sư, một cái vị toàn giác. Ngài có thể vận dụng cái khả năng để mà thuyết một cái thời pháp để mà thích hợp với cái căn tánh cơ duyên, cũng như là cái hình ảnh một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện như vậy, thì làm cho cái niềm tịnh tính phát khởi mạnh mẽ. Chúng ta đi chùa mà vị nào chúng ta mến, chúng ta kính, cái vị đó thuyết pháp giảng đạo, chúng ta ngồi chúng ta chăm chú lắm. Chứ không phải là mình idol gặp cái vị đó đâu, nhưng mà do cái niềm tin của mình đặt vị cái trên cái phẩm hạnh của vị đó nhiều đó, thì chúng ta chăm chú lắng nghe, chúng ta không có bị sao lãng của cái xung quanh, chúng ta không có bị làm phiền bởi những cái dòng suy nghĩ làm việc, không có bị vọng tưởng. Chúng ta tập trung đúng là lắng nghe suy nghĩ, từ đó mà chúng ta có được cái hiểu và biết sâu lắng, và có được cái gọi là hơn những vị khác giảng pháp. Thì cái điều này chính vì những cái yếu tố này đó, nó giúp lên, nó giúp cho những cái người chồng, những cái người con đó, nó thành tựu được cái kết quả. Cho vậy, dính vì vậy cho nên chúng ta lại học tiếp một cái bài học nữa. Học đạo, học pháp, nghe pháp. Cái việc mà chúng ta phát triển và gìn giữ cái niềm tin đó, tâm bảo nó rất là quan trọng. Chính vì cái niềm tin làm cái nền tảng đó, chúng ta có thể phát triển những cái thiện pháp khác một cách dễ dàng. Bây giờ chúng ta đi đến học đạo, nghe pháp mà chúng ta có niềm tin nơi Tam Bảo, có niềm tin nơi cái vị giảng sư, cái vị thiền sư, thì đương nhiên là chúng ta sẽ thành tựu tốt quả, kết quả tốt đẹp hơn là chúng ta đối với những người thiếu cái niềm tin đó. Cho nên cái niềm tin nó rất là quan trọng để mà phát triển những cái thiện pháp khác. Quý vị chúng ta cũng nên lưu ý cái chỗ này. Cho nên làm thế nào để phát triển niềm tin thì đó là một vấn đề khác nữa. Thì đó là có cái dịp nào thì quý vị sẽ tìm hiểu thêm làm sao để phát triển cái niềm tin nơi Tam Bảo. Từ cái niềm tin nơi Tam Bảo vững chắc, chúng ta sẽ phát triển những cái thiện pháp tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn. Thì hôm nay chúng ta ôn tập 3 câu kệ ngôn pháp cú này. 123, 124 và 125. Thưa quý vị, tuần sau nếu không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ tiếp tục với diễn đàn Pháp Cú Kinh
ôn tập cuối tuần vào ngày Chủ nhật. Với tiếp theo là câu số 126 liên quan đến trưởng lão Đề Xá và anh Thợ Ngọc. Câu số 127 liên quan đến ba nhóm tỳ khưu. Và câu số 128 là liên quan đến vua Thiện Giác. Thì chúng ta sẽ ôn tập tiếp tục ba câu kệ ngôn cuối cùng của bộ phẩm khác. Bây giờ thì chúng ta cũng hết giờ sinh hoạt rồi. Một lần nữa xin kính tri ân chư tăng và toàn thể quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Quốc Kinh và cũng như là lớp ôn tập cuối tuần này. Cầu mong cho tất cả quý vị đều được sự an vui mãn quá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính mời bác Pháp Thanh đã trở lại với diễn đàn. Sa thưa lần thay dạ thay mặt đại chúng châu rung, con xin được thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt Đức Từ Bi Hoàn Thị hướng dẫn điều hợp và ôn bài kinh pháp cú trong tuần này cho đến chúng con học này, chúng con hiểu là thêm được thực hành những sự được học hỏi cho được sự tinh tiến hơn. Kính tri ân đại đức Tịnh Đạt và thay mặt đại chúng châu rung một lần nữa, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Từ Bi Hoan Hỷ thay mặt cho đại đức tăng để chúc phúc cho rung sau thời pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính cung thỉnh đại đức tại đức ạ. Dạ vậy là đại đức tại đức không có chiếc máy, vậy con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt Từ Bi Hoan Hỷ thay mặt chư đại đức tăng để chúc phúc cho rung lần lần nữa. Dạ con xin thành kính cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt. Bhavantu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddhanu bhavena sapa dhammanu bhavena sapa sankhanu bhavena sada soti bhavantu te sathu. Sa thu lần thay một lần nữa con xin được thay mặt đại chúng châu rung kính tri ân đại đức Tịnh Đạt Đức Từ Bi Hoan Hỷ chúc phúc châu rung sau thời pháp. Avatthana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng phước báu và chúng ta mới tạo được trong giây phút vừa qua, như là lễ bái tam bảo, tụng kinh, chỉ giới, ôn bài và học pháp hôm nay. Nương cầu các đấng chư thiên chẳng vọng tình xa ngữ yên hàng ngày, ngữ nơi đền tháp xưa nay những đời biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi họp về sẽ dùng